Thử thách hai phần ăn hôm nay là hai quả trứng nha. Cô gái áo vàng chọn đúng ngay quả trứng sống nữa chứ. Cô bạn kế bên thì may mắn hơn, quả trứng cô ta có thể ăn được. Còn quả trứng sống cô gái sẽ xử lý thế nào? Cô ta đập trứng vào ly và uống luôn. Cảm giác không biết thế nào mà cô ta phun ra hết rồi. Cho sô-cô-la trắng vào khuôn quả trứng. Đợi khô là có thể lấy ra được rồi. Lại đành thử thách hai phần thức ăn cho hai cô gái đây. Eo ơi, sao nhìn giống hai bộ não vậy? Nhìn khiếp quá. Thì ra nó là từ sô-cô-la nên có thể ăn được đó. Phần ăn của cô gái bên cạnh là bông cải xanh. Cho màu thực phẩm vào sô-cô-la trắng và trộn đều. Tráng sô-cô-la trong khuôn thành một lớp dày. Cho vào đó kem tươi và bánh bông lan, rồi phủ kín bằng sô-cô-la. Để khô và trang trí nữa là xong. Thử thách hôm nay sẽ là hai chú cá này đây. Không biết con cá này đã nấu chín chưa nhỉ? Cô gái còn lại đã chọn trúng chú cá làm bằng sô-cô-la. Ăn thử xem nào. Eo ơi, cá tanh quá đi. Không biết có ngon không mà cô gái buồn nôn rồi kìa. Cho kim tuyến ăn được, sô-cô-la trắng và màu thực phẩm vào khuôn con cá. Làm lạnh là xong. Ồ, phần ăn cô gái này là một bánh vỏ sò, nhưng có thể ăn. Cô bạn này thì kém may mắn hơn, đây là vỏ sò thật. Đừng có mà lên mặt nha, nhìn hậu quả đi. Bạn cho sô-cô-la vào khuôn vỏ sò là xong. Thử thách hôm nay là hai chú rùa nha. Tất nhiên là một chú rùa là thật, một chú rùa thì có thể ăn được. Có thể chơi đùa cùng chú rùa thật cũng thích thú lắm. Nhưng cô bạn tham lam lắm, muốn vừa có rùa chơi, vừa có rùa để ăn cơ. Bạn cho màu thực phẩm vào sô-cô-la trắng và trộn đều. Cho hỗn hợp vào khuôn hình chú rùa. Khi khô thì có thể trang trí thêm là xong. Cùng khám phá hai phần ăn này là gì thế nhé. Hai trái khổ qua. Khổ qua thì ăn rất là đắng nha. Một cô thì ăn ngon lành, còn cô kia thì vừa ăn vừa nhăn nhó. Cô bạn bỏ cuộc vì quá đắng. Thật ra thì trái khổ qua kia là sô-cô-la trộn với màu thực phẩm đó nha. Thử thách hai phần ăn hôm nay sẽ là đùi gà. Chiếc đùi gà này ăn được nha. Phần ăn còn lại là đùi gà chiên. Chúng ta đổi cho nhau nhé, chia sẻ sẽ ngon miệng hơn đó. Cùng xem cách làm nha.
cho màu thực phẩm vào sô-cô-la trắng rồi trộn đều. Cho hỗn hợp vào khuôn hình đùi gà và để đông lại là xong. Thử thách lần này sẽ là các khối xếp hình. Và tất nhiên, một phần có thể ăn, phần còn lại thì có thể chơi. Cô gái ăn nhầm phần Lego có thể chơi rồi. Phần này mới có thể ăn cơ, và nó là sô-cô-la đó nha. Cho sô-cô-la trắng vào khuôn khối Lego, bạn có thể làm nhiều màu sắc khác nhau. Sau đó đem khuôn đi làm lạnh. Sau khi xong thì bạn có thể sử dụng rồi. Chờ xem hai phần ăn hôm nay là gì nha. Eo ơi, đó là hai cái cờ lê. Như thường lệ, một cái không ăn được và một cái sẽ ăn được. Và cô bạn này lại may mắn chọn trúng phần ăn được. Bạn nên xem kỹ phần ăn trước khi ăn nhé. Trúng cờ lê thật là gãy răng đó. Cho sô-cô-la trắng vào khuôn cờ lê, trang trí cho giống cờ lê là xong. Lại là hai phần ăn dành cho hai cô đây. Ôi, sao lại là hai cái chuông thế? Một cái dùng để ăn và một cái dùng để chơi. Chuông chơi cũng rất vui đó ha. Cho hỗn hợp sô-cô-la và màu thực phẩm vào khuôn hình chuông là xong. Lại là một thử thách hai phần ăn dành cho hai cô gái đây. Bên trong là hai bình sữa dành cho hai em bé. Một phần thì có thể ăn được cả vỏ bình luôn. Còn một phần phải chịu khó bú như con nít rồi. Sữa này cũng rất là ngon nha. Nhưng trông cô gái như em bé bú bình vậy. Cho sô-cô-la trắng vào khuôn bình sữa làm lạnh là xong. Hai phần ăn hôm nay sẽ là các lá bài. Ồ, mùi vị khá là ngon. Còn cô gái này thì được cả một bộ bài tây. Cả hai có thể chia sẻ thức ăn cho nhau và cùng chơi bài. Vừa được ăn, vừa được chơi, còn gì thích thú hơn chứ? Cùng xem cách làm lá bài để ăn thế nào nha. Cho sô-cô-la trắng vào khuôn lá bài và làm lạnh. Vẽ hình lá bài bằng màu thực phẩm là xong. Thử thách lần này sẽ là những quân cờ vua. Và như thường lệ, một bàn cờ vua ăn được, cái còn lại dùng để chơi. Cô bạn biết trước nên có chuẩn bị cả bàn cờ để chơi. Cờ vua cũng là một trò chơi mang tính trí tuệ cao. Vừa chơi, hai cô gái có thể ăn những con cờ nữa. Bạn dùng dây cao su cột hai mặt khuôn cờ lại với nhau. Cho sô-cô-la trắng vào khuôn. Làm lạnh xong thì có thể sử dụng rồi.